Rồi mua gì nữa? Mua hồi tối rồi, mua gì nữa? Chú Nghĩa đâu rồi? Lên chánh điện hả? Đạt đi chụp hình đi. Ông Lục Đăng Xanh đó, tụng kinh rồi.
mì á. Chùa này đẹp lắm nha cả nhà, chánh điện rất là lớn rộng rãi. Bé Đạt đi chùa với mẹ bé Đạt. Có cây chuối gì. Cầm về đi. Hello, chào quý vị khán giả nha. Ngoài đứng của tôi. Hello, chào cả nhà. Bé Đạt đi đâu vậy? Xây cái nhà mà để cái bồn nước cả nhà thấy không? Quá trời cao rồi, làm rất cầu kỳ. Mấy đứa nó đi chùa đó rất vui Tết. Tết nó mừng. Đâu thấy chú Nghĩa không? Ghê em Nghĩa cả. Cửa sổ làm bằng gỗ không nha cả nhà, rất là an toàn. Có cái chiếc xe này nè. Nghĩa có quay cái chiếc xe này chưa? Chiếc xe này người ta cũng làm bằng gỗ nè cả nhà. Làm rất là đẹp luôn. Công khu chiếc xe này để khi nào có dịp Tết cổ truyền hay lễ gì đó, cái mấy ông sư kéo cái này để ông Phật vô trong này nè. Cái kéo nha cả nhà, kéo đi dân lễ rất là đẹp luôn, nó thấy đẹp. Rồi cửa toàn là cửa dán dày luôn nha cả nhà. Khu vực ở sau này. Người có đi quay ở cổng sau không? Quay đại ở sau bếp hồi nãy nó kêu rộng kinh luôn. Mấy đứa thấy vui chưa? Trời ơi, nó đội cái đó lên nó chụp hình cả nhà đó. Trai biết đốt nhang nó kìa, giỏi quá. Con xe đẹp quá. Hello. Đạt đâu? Đạt đi theo chú Nghĩa thôi. Út thích cái cột cờ đó kìa, có hình con ó. Mấy đứa nhỏ nó mừng lắm Tết đó, nó đi chùa nó mừng quá trời. Mình đốt nhang rồi cả nhà, đốt nhang giấy tổ tiên, giấy trời Phật rồi đó. Nhà thấy không? Quá trời. Nghe nhạc. Quá khéo luôn rồi cả nhà. Hay quá.
trống đó nữa kìa đó, cái trống ơi, cả nhà nhìn thấy cái trống đẹp không? Nghe rất êm luôn nha cả nhà, quá trời hay luôn. Đánh thành một cái nốt nhạc rất là nghe êm luôn. Có cái này nữa nè cả nhà thấy, cái này cũng đánh cũng nghe nghe êm quá trời luôn cả nhà, quá trời hay. Vỗ tay, quá hay, quá hay. Thank you.
đặc quyền đồ ôn mô đọc hạt thị trường quần miệng hạt tần ấy miệng hạt tần ấy miệng hạt tần ấy miệng hạt tần chúa tần đáp thay tục phư thiệt ca thay hỏi phí gia ra ná trong tần ấy dù vực rộng bảo hòn dương hãy chế bị xét sâu lần nước để dèm thi phà ra theo bà số đề phật xong về cả ban trần đây ngò mò rồng nhớ mấy cư tha bình cha bằng phí thì cái đây vì nét thay đọc chi phật cả thì cái đây vì nét thay đọc chi phật cả a sa la dương thì nam phật phúc nô ổng phớ phúc giả đặt tầng lái khan đọc chi giang nó lấy cả rồng lực mình mình mẹ ta sốt lọ sạp tê thứ hai bị chung bắn dương rồng lực đọc phẹt thay tờ ấy bàn thạc luôn thì phẹt mò phòng phí nhớ phật phúc ổng phớ phúc giả đặt khan đọc chi giang bạn đã nói mà muốn đến làm tốt thay từ việc rét đời hết các học kỳ dạng trong hiện đại hiện giờ bị tăng số tuổi tả lá hè tuần tám một số đồng ý cái đó nhưng số trùng lớn thì do là đâu phải chung là đâu có nên đấy hay kia là đâu mới để rét là một tập quân nó phút sân nó bao nhiêu là những khi còn lại ở lui tôi phải ơi có bài vấn cái đàn bài nợ rung son rung chế cờ bắc đó là vì lần nào vì chắc là lẽ ở lưới ôi trái cũng được luôn lộn bài nhưng thực bòi xa thư còn về thiết hay cả bọn thiệt có kể thơ mừng hà rung ra mừng thứ hai ra thơ trái tình mong của chúa hay cả bọn thiệt có bọn thái thuyền nghe đồng hề bọn thái thuyền đặt trực thang theo chú phong nhiệm cái đặt cờ bọn chuôn cái đấy nhiên năng làm tây cái đấy bàn không đòi cái đòi về nhà đòi chết lạc luôn người việt rét xung năng là tôi lột cho hai người nhà học biết chút phong tặng lại nhưng xung việt tại hiện kia biết thay trả là bàn với cô cho ta dạy đâu cũng nhìn thấy cho ta giữ mình là dễ nạc cho nạc đứng mình là dễ nạc thôi cho ta phớ nó đứng mù là hẹt ấy bằng cái thôi chân mù là hẹt ấy bằng cái sốt chân hết ở dân nó hỏi vì nét ปะราปะราคือเทียบอันตรายปะราภะวะโสคือเทียบอันตรายปะราปะราเจยพระครูโดยแปลอสุรกายมาปะราเทียบปะราเจยเราก็ยึดแต่ของคุณพ่อโดยกายโดยวิญญาณโดยเจ็บของคุณพ่อท่านก็ปีญาณจึงได้บรรลุผลนั้นได้เจตนายังมีความเพียรเติมไปยิ่งมีความเพียรยิ่งในเรื่องความเพียรเติมนั่นเองครับ Hello.
Thank you.
xong rồi tới Phật tử cả nhà quá trời đông. Quá vui nha. Vui nhộn. Thank you.
Bữa nay bắt em Nghĩa đi chùa ăn cơm nha cả nhà. Nhà nhìn xem rất là đông nha, quá trời. Ở trước nữa rồi ở sau nữa. Út cũng xin tạm ngưng video. Quý vị khán giả nếu mà thích video này đừng quên cho Út xin một like nha cả nhà. Một like và một đăng ký kênh để ủng hộ. Mai mốt Út sẽ quay nhiều video cho quý vị khán giả mình cùng xem nha. Đây là chùa ở dưới quê nha cả nhà, chùa Cơ Mang.